Tôi bắt đầu ngửi thấy mùi của Iron Man rồi. À đây rồi, xuất hiện à? Xuất hiện nhanh hơn tôi nghĩ đấy. Nếu các bạn hay xem video của mình, điều đấy chứng tỏ các bạn là một dân chơi. Và mình chỉ muốn thông báo nhanh là mình có hẳn một hội nhóm Facebook để các dân chơi vào thể hiện đấy nhá. Mình vừa mới xem cái gì đấy nhỉ? À, mà quên không để ý. Chào mừng mọi người lại quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay tôi nghĩ là tôi sẽ làm về một cái đời sống thường ngày của tôi cho các bạn xem. Hôm nay thì tôi cũng chỉ chơi bời với cả thư giãn thôi. Cũng là để khoe với các... À đâu, không phải khoe mà là cho các bạn thấy cái đời sống của tôi bây giờ nó đang như nào. Nice. Thời tiết ngày hôm nay thì nó cũng hơi nóng. Các bạn biết rồi, tháng 5, tháng 6 mà. Để tôi thay cái bộ quần áo nào ra cho nó. Đây rồi, mặc như thế này là thoải mái nhất này. Mùa hè tôi cũng chỉ thích mặc như này thôi. Mùa hè đến thì cái môn thể thao tôi thích nhất đó là bơi lội. Sẵn luôn nhà tôi lại có một cái bể bơi. Thì vào những cái ngày hè nóng nực ấy thì tôi xuống đây để bơi lội, ngâm mình trong những cái làn nước mát, các bạn hiểu không? Thế còn những cái hôm nào mà tôi mệt quá tôi không bơi được à? Chuyện nhỏ, cũng không có gì nhiều nhặn. Nhà tôi cũng chuẩn bị sẵn một cái bể nước massage để ở góc nhà này rồi, rất là khiêm tốn thôi. Đây và còn cái này nữa, các bạn nhất định phải xem này. Ngày hôm qua buồn buồn ra chợ không biết mua gì, tôi cũng kịp sắm cho mình một cái con siêu xe. Đây đây đây, để tôi lôi ra cái chỗ sáng này cho các bạn ngắm này. Đây là nội thất trong xe nhá. Ok. Ôi, ôi đi đứng thế à? Sao con xe này nó phóng nhanh vượt ẩu nhở? Mày nghĩ mày chạy được cái xe siêu xe ở tao? Dừng dừng dừng. À, con gái lái xe các bạn ạ. Chị gái đi ra khỏi xe. Chị đâm hơi bị nhiều xe nhà em rồi đấy nhá. Nào nói chuyện tí xem nào. Nào gọi ai đây? Kìa, gọi ai đây? Gọi cảnh sát à? Trời nắng quá, chị bị ngất các bạn ạ. Thôi thì chị đâm mấy cái xe nhà tôi cứ lấy tạm của chị cái ô tô, gọi như là đền bù vậy. Đấy thì ngoài cái gara để ô tô với cả vài cái con siêu xe ra, tôi cũng cất trên nóc nhà của mình một cái coi như gọi là cái trực thăng, để tiện cho cái việc di chuyển, những cái chuyến công tác đường xa, gọi là đường núi gập ghềnh các thứ khó đi. Cái khoang tôi ngồi nó sẽ là cái khoang dưới này này, ngồi trên thì sẽ là phi cơ riêng cho tôi. Đấy, ở đây tôi có thể nói chuyện với cả đối tác, xem tivi nếu mà thấy đối tác quá nhạt. Tôi biết, có thể những cái thứ tôi có nó không nhiều, nhưng mà tôi tạm thời hài lòng với cuộc sống của tôi bây giờ các bạn ạ. Giờ thì cũng dịu bớt nắng đi rồi, tôi sẽ dẫn các bạn đi chơi một chút nhỉ. Để tôi dẫn các bạn lên trên trực thăng. Cái gì vậy? Bom dội thẳng vào nhà tôi à? Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Ui các bạn ơi, rõ là tiếng súng đạn bốc cháy như này là có súng bắn vào nhà tôi rồi các bạn ạ. Ui, thằng nào đây? Này cái thằng kia, mày làm gì trong nhà tao đấy hả? Vớ vẩn. Ui trời, thôi. Chào các bạn, tôi lại hồi sinh rồi đây. Cái trò này tôi mua mà, chết làm sao được. Hôm nay tôi cứ nghĩ là tôi không cần phải biến thành một cái siêu anh hùng nào, nhưng mà tự nhiên cái thằng Iron Man nó lao vào nhà tôi, nó làm tôi thế thì tôi phải trả thù chứ. Đây, đến nơi rồi các bạn. Nơi tôi có thể hóa thân thành siêu anh hùng. Tôi cũng đã nói cho các bạn cái bí quyết trở thành siêu nhân từ những cái tập trước rồi. Đó là các bạn phải... Thực ra là không phải như này. Phải tập thể dục thôi các bạn. Chỉ tập thể dục mới có thể trở thành siêu anh hùng được thôi. Tập nào. A few moments later. Trước khi tập luyện tôi không hề biết tôi sẽ trở thành người nhện sau khi tôi đẩy vài cục tạ. Bây giờ trở thành người nhện rồi, thật sự mà nói thì... Tôi cảm thấy lo lắng quá, trời ơi, tại sao lại là người nhện nhỉ? Thực ra là tôi cũng biết người nhện thì sẽ có nhiều fan hâm mộ, thì cũng gọi là siêu nhân hay là các thứ. Nhưng mà người nhện ăn làm sao được người sắt, không thể. Đây tôi thử cái sức mạnh tôi xem nào. Ui, nhảy khá cao các bạn ạ, nhảy khá cao nhá. Một đấm này, thằng này người khá đô. Ha, cũng có uy lực đấy chứ. Tôi cũng nghĩ là sẽ không mạnh nhưng mà như này cũng khá ok đấy chứ. Nào đâu, thằng nào ra đây tao đấm hết. Nào đâu, ở đây thằng nào cơ bắp đô nhất đây gặp tao nào. Cơ bắp gặp siêu anh hùng chạy mất dép các bạn ạ. Cũng may nhá, tôi mà bắt được bọn này. Thì tôi lại chả phải chạy ngay lập tức. Khiếp, gặp người khổng lồ xanh ghê quá, không được rồi. Cũng đã phải lâu lắm rồi tôi mới trở thành người nhện trong cái trò chơi GTA 5 này. Và tôi thấy là kể cả cái việc chơi điện tử thôi, cái việc các bạn đi ra ngoài đường là một siêu anh hùng cũng đem lại cho các bạn cái phong thái rất là tự tin. Hầu như không ai dám gây sức. Ơ kìa, cái tay. Đấm người nhện thật à?
Đấm đấm. Có một điều tôi phải nói thật với cả các bạn, đó là tôi đã chờ ngày trở thành người nhện từ rất lâu để có thể làm điều này. Stop it. Get some help. À ừ, thì ngoài việc đấy ra thì tôi cũng muốn gọi là tiêu diệt kẻ xấu các thứ đấy. Đấy, nói chung là thế. Nói chung là từ khi biến thành người nhện, cái việc di chuyển đến những cái nơi có khoảng cách xa xa một tí nó không còn là vấn đề với tôi nữa. Đây, chỗ này là có bọn người xấu này. Chúng ta test tí sức mạnh của Spider-Man nha mọi người nhá. À, súng ống này. Ngoài việc đấm nhau rất đau ra thì người nhện chúng ta có rất là nhiều skill. Ví dụ như là cái này chẳng hạn. Ui, xong luôn rồi à? Ô, người nhện tôi khá khỏe đấy mọi người. Wow, chói nó lại luôn này. Thôi thế cứ chói bọn người xấu lại đây để chờ cảnh sát đến thôi. Có một thằng thì đang chạy này, mà chạy làm sao được khỏi tôi. Đâu thằng nào chạy? Mày nghĩ mày chạy được với tao? Ui, chói nó lại luôn các bạn. Tiện quá. Công bằng ra mà nói thì người nhện mà tôi đang sở hữu có một cái sức mạnh khá đáng nể đấy chứ. Ngoài việc có thể bay lượn hết sức đẹp mắt và nhanh chóng, chưa kể leo tường cực giỏi, cái này thì không cần phải khoe nữa, thì người nhện của tôi còn sở hữu cái khả năng dọn combat cực nhanh. Cái mà các bạn không hề thấy ở báo đen hay là đội trưởng Mỹ. À, thằng này nó súng với tôi các bạn ạ. Có thằng đang súng với tôi. Mày chờ đấy. Đây, tôi cũng có súng các bạn ạ. Đấy, cái drone đấy nó sẽ thay tôi xử lý mấy cái thằng kẻ xấu. Tôi muốn cho ra bao nhiêu cũng được. Cảm giác ông chủ quá trời ơi, không phải làm gì cả. Súng này. Chết rồi, tôi khỏe quá không được rồi. Bình thường là cái khu này là khu của mấy cái thằng đầu gấu. Các bạn nhìn đây là các bạn biết bọn này là bọn bất lương rồi. Nhưng mà một mình hôm nay tôi sẽ xông vào đây như trốn không người. Đả bại cái bọn này các bạn xem. Này thì đầu gấu bất lương. Các bạn nhìn thấy chưa? Một mình tôi đang cân tất cả cái thành phố đầu gấu này. Thằng này vớ vẩn, chói ngay, nấp với tôi. Cái tơ nhện này hay thật. Mấy ông cảnh sát bây giờ cũng bắn tôi. Mấy ông này chắc không xem phim để biết là tôi cứu thế giới quá nhiều lần rồi. Tôi không cứu thế giới để bị cảnh sát bắn như này. Cái thời khắc quyết định tôi nghĩ là cũng sắp đến rồi. Có lẽ là chúng ta sẽ phải đối diện với Iron Man nhanh hơn chúng ta nghĩ. Vì giờ đây tôi đã tự tin hơn trước rất nhiều. Tôi nghĩ rằng mình sẽ là một cái đối thủ xứng tầm với cả Iron Man, người sắt. Ngày hôm nay thì chỗ bọn tôi quyết đấu nó sẽ nằm ở bờ biển. Và chắc là các bạn xem tôi đủ lâu để biết cái cu đội trưởng Mỹ này là đệ tôi. Ngày hôm nay tôi dẫn đi theo chỉ có một cái mục đích duy nhất thôi. Đó là tôi muốn test thử sức mạnh trước khi đối đầu với Iron Man. Trời ơi, đội trưởng Mỹ. Rồi đấy, tôi nghĩ là đội trưởng Mỹ tôi làm trong vòng 2 giây này thì Iron Man chắc sẽ không thành vấn đề. Tôi bắt đầu ngửi thấy mùi của Iron Man rồi. À đây ơi, xuất hiện à? Xuất hiện nhanh hơn tôi nghĩ đấy. Ui, lại súng à? Thưa Iron Man, súng thì tôi không thể coi thường được. Này giỏi, cất súng đi nhá. Cất súng đi. Nó không cất. Phản công. Không kịp phản công các bạn ơi, nó nhanh quá. Mày tưởng mình mày có vũ khí à? Tao cũng có súng này. Tôi không hiểu lý do tại sao tôi lại biến thành một Spider-Man hoàn toàn khác. Cái bộ tôi tự nhiên nó mọc thêm 4 cái chân. Ok à? Xong rồi à? Nào không đùa đâu nhá. Không thể nhanh này được. Các bạn ạ, tôi đã nghĩ là khi mà tôi trả thù tôi sẽ rất vui. Nhưng mà đến bây giờ tôi cũng chả thấy vui hơn tí nào. Tại Iron Man bị tôi đánh cho bầm dập. Người sắt lại yếu quá không đùa đâu. Thôi vô địch rồi tôi còn biết nói cái gì bị... Ok. Thầy từ đâu chui ra nhở? Khỏe quá trời ơi. Hình như máu nó còn đô hơn người sắt bình thường nữa. Chắc đây là mẹ người sắt chứ không đùa. Hỏa lực kinh quá. Có cái khả năng nào mà mình lại thua không ta? Máu yếu quá rồi. Không thể nào mà chịu đòn này được. Phải hành động. Phải hành động. Nào đừng nói là tôi thắng rồi. Sẽ nhạt quá vậy. Đến nhà người ta gây sự xong lại còn về mách mẹ mà vẫn thua thì... Người sắt này yếu quá không được rồi. Và thế thôi nhở. Có khi là tôi sẽ kết thúc video tại đây. Hẹn gặp mọi người vào những cái video lần sau với những cái bản mod nó hay hơn nhá. Người sát yếu quá. Bạn là nhất. Bạn là nhất nhá. Bạn là nhất. Bạn là nhất. Bạn nhất. Nhất bạn rồi.